Xin chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong một cái khoảng thời gian dài mình làm YouTube thì cũng có rất nhiều người nhắn tin hỏi cho mình rằng là bên mình có bán những kênh YouTube hay không. Thì mình bảo rằng là mình không bán gì cả, mình không mua gì cả. Và mình khuyến khích anh em là không nên mua bán bất kỳ một kênh YouTube nào ở trên mạng xã hội. Tại vì hiện tượng may rủi rất là nhiều. Thứ nhất là anh em may rủi ở cái đó chính là kênh của anh em sẽ bị thu hồi lại sau một thời gian mà anh em mua kênh. Tại vì người bán kênh người ta sẽ cầm Gmail gốc, cầm số điện thoại. Nếu như anh em không tỉnh táo thì anh em sẽ nhanh chóng bị thu hồi lại kênh sau một thời gian ngắn thôi. Và cái thứ hai là những kênh YouTube đấy, đa phần là những kênh YouTube mà người ta sử dụng những cái hệ thống bơm view ảo, sub ảo, rồi là người đăng ký ảo, tất cả mọi thứ đều là ảo. Và điều đó là sẽ không qua mắt được YouTube và sẽ bị quét trong một khoảng thời gian gần nhất có thể. Đấy là hai điều may rủi mình muốn chia sẻ với anh em khi anh em mua bán một kênh YouTube mà giá rẻ mà nhìn lại nhiều người đăng ký đủ giờ. Đó là cái điều may rủi của anh em cần phải lưu ý. Và mình biết được rằng là những cái người đấy thật sự là đang có cái nhu cầu là muốn tìm một kênh YouTube đúng theo cái chủ đề mà người ta đang định làm. Người ta muốn rút ngắn cái quá trình lại. Người ta không muốn chờ đợi đủ 1.000 người đăng ký, người ta không muốn chờ đợi 4.000 giờ xem. Người ta muốn có một kênh YouTube gần đủ điều kiện hoặc đủ điều kiện rồi để người ta đăng tải video người ta lên và người ta bật kiếm tiền và người ta tiếp tục duy trì cái kênh đó. Hiểu được cái tâm lý đấy thì mình cũng chợt nảy ra một ý định, đó chính là sao mình không thử tìm hỏi những cái bạn mà đang có ý định bán kênh xem như thế nào. Tại vì mình cũng biết được rằng là trên kênh của mình cũng có rất nhiều anh em mệt mỏi thật sự là làm YouTube. Nó là một quá trình rất là dài, mệt mỏi và anh em không muốn tiếp tục cái đam mê đó nữa, không muốn tiếp tục duy trì cái việc làm YouTube nữa. Mà anh em đang sở hữu cho mình một kênh YouTube, có thể là đủ điều kiện rồi, hoặc là gần đủ điều kiện rồi nhưng mà anh em mệt mỏi quá. Có thể là anh em có những kênh mà đã bật kiếm tiền rồi nhưng mà lại hết ý tưởng, không làm video nữa và doanh thu không có, rồi là kênh bỏ ngỏ để không rất là phí. Và mình hiểu được cái nhu cầu của hai bên như vậy. Một bên là để không rất là phí, một bên là đang rất là cần. Thì tại sao mình không đứng giữa trung gian, mình bắt nối nhịp cầu cho hai bạn có thể là liên hệ với nhau để cái bên cần mua sẽ liên hệ với lại bên cần bán để người ta có thể là giúp đỡ nhau trong vấn đề làm YouTube đỡ vất vả hơn. Tại mình để không một kênh YouTube rất là phí và bên kia thì đang rất là cần, thì tại sao mình lại không làm cái điều gì đó mà có thể là giúp đỡ nhau. Và mình nghĩ cũng rất nhiều rồi, nếu như anh em thật sự là tin tưởng mình và có thể là coi mình như là trung gian đi thì có thể là nhắn tin vào Zalo cho mình để cho mình có thể giúp đỡ được anh em trong vấn đề là tin tưởng hai bên kia. Tại vì bên bán không tin bên mua và bên mua không tin bên bán, thì mình có thể là đứng giữa. Nếu như anh em tin tưởng mình thì cho mình đứng giữa để mình có thể là giúp đỡ cho anh em. Thì mọi chi tiết thì anh em có thể là liên hệ vào số Zalo của mình theo cái số điện thoại là 0922883994. Đấy, mình sẽ đẹp anh em 24/24 luôn. Và mình chỉ dùng duy nhất một số điện thoại đó thôi. Và mình chỉ dùng duy nhất một cái Zalo và mình không có cái Zalo nào khác. Và không có cái gì khác, mình không làm việc trên Facebook. Mình chỉ làm việc trên Zalo để bảo mật cho anh em một cách tuyệt đối. Bây giờ trên Facebook mà doanh mình rất là nhiều, mình cảm giác như mệt mỏi với ông Facebook thật sự luôn. Thôi thì chẳng biết nói gì hơn nữa, trong video ngày hôm nay mình chỉ muốn chia sẻ với anh em những điều như vậy. Và nếu như anh em yêu quý mình thì có thể là đăng ký kênh, ủng hộ cho mình và nhớ ấn chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Thay đá và cuối tháng, chào tất cả anh em. Bye bye.